Trong quá trình chăm sóc và bảo vệ da thì kem chống nắng là sản phẩm không thể thiếu và được các chuyên gia thế giới khuyên dùng. Hiện nay, trên thị trường có kem chống nắng vật lý, hóa học và sinh học. Thông thường, kem chống nắng vật lý khi sử dụng thường ngày sẽ xảy ra tình trạng bí da và khó chịu. Loại kem hóa học thì không sử dụng được trên da nhạy cảm và khiến da dễ bị kích ứng. Do đó mà kem chống nắng sinh học được yêu thích hơn cả. Chống nắng sinh học là cơ chế chống nắng tiên tiến nhất, tích hợp cả ưu điểm của chống nắng vật lý và chống nắng hóa học. Thành phần hầu như đều chiết xuất từ thực vật nên cực kỳ lành tính. Vừa bảo vệ da cực tốt, vừa thẩm thấu nhanh, không gây vết dính và bít tắc lỗ chân lông. Kem chống nắng sinh học Nice Beauty với các thành phần chính vô cùng ưu việt, không gây ra tình trạng bết dính. Ngoài việc bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời và các tác hại của tia UV, Nice Beauty còn hỗ trợ làm trắng da và cung cấp độ ẩm cho làn da căng bóng, ngăn ngừa nám sạm, phù hợp với mọi loại da. Nice Beauty là một sản phẩm dùng được cả cho mặt và toàn thân, nên đừng quên vùng cổ của bạn đó nhé. Đặc biệt, khi apply kem chống nắng lên da, mình cảm thấy da khá là mát. Đây là một ưu điểm tuyệt vời mà Nice Beauty có thể đem lại cho bạn trong mùa hè nóng bức như thế này. Bảo vệ da xong xuôi rồi, bây giờ cùng mình và Nice Beauty tự tin chụp những tấm hình thật xinh xắn nhé.